Tủ sách nhỏ xin mời các bạn lắng nghe nội dung chương 4 Bán xe hơi, nhà cửa và thẻ tín dụng với giá cao Giống như các nhà nhân chủng học biết các thung lũng tách giãn phi châu là nơi phù hợp để tìm kiếm các bộ hài cốt Chúng tôi biết những chiều bán hàng đắt sẽ là mảnh đất màu mỡ để tìm kiếm việc phỉnh phờ lũ ngốc Trường này sẽ khám phá những trò bán hàng giá cao ở cửa hàng xe hơi, trong các hợp đồng nhà và trong việc sử dụng thẻ tín dụng. Trong mỗi trường hợp trên, người tiêu dùng đều phải thanh toán những khoản lớn với lợi ích ít ỏi đến đáng kinh ngạc. Chúng ta sẽ thấy việc phỉnh phờ lũ ngốc đã thêm đáng kể số tiền mà ta phải trả cho xe cộ, nhà cửa. Vốn là những khoản mua sắm tiêu dùng đắt đỏ nhất trong đời. Và thẻ tín dụng cũng phỉnh chúng ta chi nhiều hơn trong đời sống hàng ngày phỉnh phờ tại phòng trưng bày. Tất cả chúng ta chí ít đều có chút lo lắng khi đến phòng trưng bày xe hơi để mua một chiếc. Vào một mùa hè cách đây đã lâu, một trong hai chúng tôi, George, được thuê làm một công việc hè tại hãng Johnson Johnson. Và người thừa kế của hãng đã kể cho George một câu chuyện về cha mình. Johnson, cha, bước vào cửa hàng Rolls Royce trong vùng trong một bộ quần áo công nhân. Khi người bán hàng phớt lờ ông đi, ông mua liền hai chiếc xe rồi quan sát người bán thay đổi thái độ. Hầu hết chúng ta không có nguồn lực để vạch mặt cho dè biểu của gã bán hàng theo cách đó. Thay vì thế, khi nào đi mua một chiếc xe mới, chúng ta sẽ lo lắng về giá của chiếc Toyota Camry hoặc chiếc Honda Accord. Trung bình, người ta sẽ mua một chiếc xe mới sau mỗi 8 năm một chiếc đã qua sử dụng sau mỗi 3 năm. Vì vậy, khả năng đàm phán tại các cửa hàng xe hơi là yếu tố ảnh hưởng đến ngân sách của chúng ta. Một vài số liệu chính xác từ một nguồn bất ngờ cho chúng ta biết mình đã bị mua giá cao đến thế nào. Quay lại thập niên 1990, hai nhà kinh tế học kiêm luật sư tên là Aret và Peter đã quyết định tìm hiểu xem Liệu có những khác biệt mang tính hệ thống trong mức giá của những chiếc xe hơi mới hay không? Dựa trên chủng tộc và giới tính của người mua. Họ tuyển các sinh viên đại học, cả da trắng và da màu, cả nam và nữ. Trong tất cả các phương diện còn lại, ngoài chủng tộc và giới tính, người tham gia thí nghiệm được lựa chọn sao cho càng tương đồng càng tốt. Ví dụ như về tuổi tác, từ 28 đến 32 tuổi. Về học vấn 3 đến 4 năm sau trung học cơ sở. Họ lái những chiếc xe đi thuê giống nhau đến các cửa hàng bán xe, mặc những trang phục sang chảnh giống nhau, nói rằng không cần phải trả góp và cho cùng một địa chỉ nhà. Hiển nhiên, những người này sau đó cũng vui vẻ khi biết mình được chủ ý chọn vì sự hấp dẫn vừa phải. Họ được hướng dẫn chi tiết cách gợi ra mức giá đề xuất ban đầu cho một hãng xe cụ thể. Sau đó, là cách mặc cả để có được giá sau cùng. Trong mức giá thương lượng cuối cùng, Ares và Peter nhận thấy phụ nữ da trắng bị ấn định mức giá cao hơn 246 đô la so với đàn ông da trắng. Người phụ nữ da màu là hơn 773 đô la, còn với đàn ông da màu là 2026 đô la phụ nữ da màu bị đòi trả thêm 3,7% so với giá chiếc xe. Còn với đàn ông da màu là thêm 9%. Bất kể những luật lệ chống phân biệt giới tính và chủng tộc có bị vi phạm hay không thì điều mà Ares và Peter quan tâm cũng là điều mà họ rút ra từ thử nghiệm này với tư cách luật sư. Hiển nhiên là rất quan trọng. Nó cho thấy rằng nhìn chung, không chỉ trong phòng trưng bày xe hơi phụ nữ và đàn ông da màu nhiều khả năng sẽ gặp những thương vụ tồi họ có thể trả số tiền hệt như những người khác ở siêu thị nhưng trong những cuộc mua bán khác quan trọng với tình hình tài chính của họ hơn họ không gặp may cho lắm như khi mua một căn nhà hoặc trong một vấn đề quyết định tới cuộc sống hơn nữa là tìm và giữ được việc làm vì sao người da màu và phụ nữ lại bị tính giá cao đến thế Ares và Peter đã xem xét một số khả năng. Một khả năng đơn thuần là sự thù địch, căm ghét chủng tộc hoặc cố chấp giới tính. Tuy nhiên, họ phát hiện cả người bán hàng da trắng lẫn da màu đều áp giá cao tương tự cho người da màu. Nên, thay vì sự thù địch nêu trên, họ kết luận rằng chỉ vì người bán hàng cảm nhận được ai sẽ khó chấp nhận một thỏa thuận bất lợi hơn dựa trên các khuôn mẫu giới tính và chủng tộc ví dụ người mỹ gốc phi có thể ít có khả năng sở hữu sẵn một chiếc xe tại thời điểm họ mua xe mới hơn là người da trắng nói cách khác có sự phân biệt vì người bán chú ý đến chủng tộc cũng như giới tính nhằm cải thiện cơ hội lừa phỉnh tuy nhiên còn có nhiều hơn nữa bằng chứng về trò phỉnh phờ trong kết quả của họ So với những gì Ares và Peter đã ghi nhận, khi tập trung vào sự phân biệt chủng tộc và giới tính, họ đã không nhận ra một thực tế khác đang bày ra trước mắt. Ngay cả sau khi xem xét những khác biệt về giá chào bán dựa trên chủng tộc và giới tính, vẫn còn rất nhiều dao động trong các báo giá đó. Sự dao động này quan trọng vì nó chỉ ra mức độ mọi người trả nhiều hơn hoặc ít hơn cho một chiếc xe với một giả định khá thực tế. Chúng tôi đã ước lượng số tiền trội ra mà người mua xe phải trả so với mức giá mà người bán được phép bán. Dựa trên ước tính này, gần một phần ba số đối tượng đã phải trả thêm hơn 2.000 đô la cho chiếc xe của họ. Đó tất nhiên là lý do tại sao một chuyến ghé thăm cửa hàng xe hơi đều khiến hầu hết mọi người vã mồ hôi. Nhiều người trong số chúng ta sắp bị phỉnh phờ như kẻ ngốc thật sự. Bí mật từ những người bán xe hơi sẽ chứng thực cách diễn giải này. Vài người trong số họ đã kể với Ares và Peter rằng họ kiếm được nửa lợi nhuận của mình chỉ từ 10% số khách hàng. Trợ lý nghiên cứu của chúng tôi, Diana Lee, đã tìm hiểu sâu hơn về những phát hiện này. Cô nghiên cứu những mánh lưới hàng đầu mà người bán xe hơi sử dụng để phỉnh phờ khách hàng. Không bất ngờ khi những nỗ lực của cô lúc phỏng vấn giới bán xe về các vấn đề này nhanh chóng vấp phải sự kháng cự. Họ câm như hến. Nhưng một người trả lời phỏng vấn đã rất sẵn sàng giúp đỡ và giải thích ba mánh chủ yếu của dân bán hàng. Đầu tiên, anh ta lưu ý rằng đa số khách hàng đến phòng trưng bày đều đã có một chiếc xe lý tưởng trong đầu. Họ đã bị các quảng cáo mồi cho những điều như dẫn động bốn bánh bán thời gian, camera lùi, phụ kiện này rồi phụ kiện kia, vân vân. Đến khi khách hàng phát hiện ra, chiếc xe được trang bị đầy đủ có giá bán cao hơn 10.000 đô la so với giá bán lẻ đề xuất của mỗi mẫu cơ bản. Nhiệm vụ của người bán là đẩy lùi sự do dự của khách hàng. Dù sao đi nữa, cô vẫn phải bán cho họ dựa trên lợi ích của những thứ đó và nhắm mắt làm ngơ trước xác suất rất cao là sau này họ sẽ chẳng cần đến chúng. Giá chiếc xe đem trao đổi là mục tiêu phỉnh phở thứ hai. Người cung cấp thông tin cho Diana khuyến nghị. Đừng, đừng và đừng bao giờ cho họ biết cô có một chiếc xe để trao đổi cho đến khi đã thương lượng được giá. Vì nếu cô bảo họ cô đã có xe trao đổi, họ sẽ bắt đầu cố gắng nghĩ cách tạo ấn tượng với cô rằng họ đang trả cho cô nhiều tiền hơn cho chiếc xe đổi. Từ đó, cầm trịch việc ra giá cho chiếc xe mới. Trò phỉnh thứ ba sẽ tiết lộ một lĩnh vực tạo ra lợi nhuận khác, là trả góp. Một lần nữa, người bán lại thực hiện mánh khóe của nhà ảo thuật và của bọn móc túi, phân tán sự chú ý của đối tượng. Ví dụ, nếu người bán có thể tập trung sự chú ý của người mua vào khoản thanh toán hàng tháng, thì người mua sẽ không chú ý đến thời hạn hợp đồng. Nhưng mỗi tháng trả góp tăng lên sẽ là một tháng kiếm lời dễ như bỡn của người bán xe. Diana cũng đánh giá ý kiến của Ares và Peter rằng 50% lợi nhuận đến từ 10% khách hàng. Cô thực hiện việc đánh giá đó bằng một loạt những câu chất vấn để tránh sự kháng cự hiển nhiên mà cô đã phải nhận trước đó. Cô mở đầu buổi phỏng vấn của mình bằng những câu hỏi vô thưởng vô phạt, hoàn toàn vô hại. Nhưng gắn với những câu hỏi đó là điều cô thực sự nhắm đến. Liệu 50% lợi nhuận đến từ 10% khách hàng có là con số hợp lý? Đa số các đối tượng của cô thấy điều này tương đối khả thi. Nhưng khi giải thích, họ bổ sung một phương diện khác trong trò phỉnh phờ của người bán hàng, nhằm tránh sự dò xét của cô về các mánh khóe bán hàng. Các cửa hàng bán xe đều có bộ phận dịch vụ và lợi nhuận từ mảng dịch vụ với giá cao hơn rất nhiều so với ngoài đại lý, chứ không phải doanh số bán hàng mới cho thấy nguyên nhân vì sao 50% lợi nhuận lại đến từ 10% khách hàng. Phát hiện này của Diana cho chúng tôi thấy một điểm quan trọng của trò Phỉnh Phờ tại các cửa hàng bán xe. Cả hai chúng tôi đều có xe Volvo cũ. Khi mua mới chúng chúng tôi đã tránh được những trò lừa thông thường. Chúng tôi cẩn thận phòng bị trước giá bán lẻ đề nghị của hãng sản xuất. Chúng tôi không mua thêm món gì cả. Chúng tôi không có xe để đổi chắc. Và chúng tôi đều trả tiền mặt. Nên không chịu bất kỳ khoản phí trả góp nào. Nhưng, vốn là những người cẩn thận, chúng tôi thường đưa hai chiếc Volvo của mình đến chính các cửa hàng đó để bảo dưỡng. Ban đầu, họ đảm bảo rằng phiếu bảo hành sẽ bao gồm đầy đủ. Sau đó, chúng tôi hài lòng với dịch vụ bảo dưỡng đầy trách nhiệm đối với hai chiếc Volvo đã có tuổi. Nhưng khi làm như vậy, chúng tôi cũng ý thức được cú sốc ghê gớm khi được trưng cho xem hóa đơn của việc kiểm tra sau mỗi 5.000 dặm. Mà giờ đây, chúng tôi rất bất ngờ rằng sự nhắc nhở về chúng không phải ngẫu nhiên được lập trình trước để xuất hiện trên bảng điều khiển xe của chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn nghĩ mình là những người mua xe cẩn trọng. Nhưng nhờ nghiên cứu của Diana, giờ chúng tôi đã biết mình thuộc nhóm 10% được chọn. Trong trường hợp này là vì chúng tôi quá cẩn thận. Bán giá cao trong hợp đồng mua nhà. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang việc mua một căn nhà. Khoản mua sắm quan trọng trong cuộc đời của hầu hết các gia đình đồng nghĩa với việc chi ra rất nhiều tiền và đủ cả hỉ nộ ái ố. Trái với đồn đại, người Mỹ không chuyển nhà liên tục. Chúng tôi muốn ổn định chỗ ở. Đến năm 60 tuổi, hơn 80% người Mỹ sở hữu nhà riêng và trung bình chúng ta sẽ ở trong những ngôi nhà riêng đó trong khoảng thời gian khá dài. Đối với các chủ sở hữu nhà hiện tại, tính trung bình, thời gian sống hoàn toàn trong nhà của họ kể từ ngày chuyển vào đến ngày chuyển ra là khoảng 24 năm. Hai con số trên đồng nghĩa với việc một lượng đáng kể người Mỹ sẽ mua ít nhất một ngôi nhà trong đời. Tức là đối với hầu hết chúng ta, việc mua một căn nhà không phải là chuyện thường xuyên. Nhưng không chỉ sự thiếu kinh nghiệm mới khiến người mua nhà dễ bị tấn công. Chương trình truyền hình House Hunter đã trở thành một bộ phim dài tập hàng đêm về các cặp vợ chồng ngoài đời thực tìm mua hoặc thuê một ngôi nhà hiển nhiên cuộc tìm kiếm của họ bao gồm việc họ phải nhượng bộ vài điều giữa niềm ao ước với thực tại eo hẹp nhưng nó còn bao gồm một kịch tính thứ hai liên quan đến cách cặp đôi mua nhà đạt được thỏa thuận giữa những mong ước thường khá vô vọng của họ chính vì thế những người mua nhà rất dễ mua nhầm nhà nhưng vẫn còn một nguồn khác về bán hàng giá cao không được chiếu trên truyền hình. Phí chuyển nhượng nhà ở. Một khi các đề nghị đã được chấp nhận, thời hạn thu xếp chuyện tiền nong rất ngắn. Người bán lo lắng chờ đợi xác nhận là người mua có thể chuyển tiền như đã hứa. Điều này khiến người mua nhà vốn thiếu kinh nghiệm và trước nay vẫn dành sự tập trung vào chuyện khác, đặc biệt dễ trở thành nạn nhân của trò bán hàng giá cao. Thông thường, khi nghĩ đến phí giao dịch của việc chuyển tiền mua một ngôi nhà, chúng ta vẫn cho đó là phí môi giới bất động sản. Trong một ví dụ về mua nhà, bao gồm cả các khoản thế chấp ở cục quản lý nhà đất liên bang, 6% vẫn là mức phí giao dịch môi giới tiêu chuẩn. 29% người bán trả ở mức này. Khoảng 47% người bán trả ít hơn. Nhưng đáng ngạc nhiên là bằng cách nào đó 24% người bán trả nhiều hơn. Được điều chỉnh ở mức 6%, các khoản phí này có vẻ khá nhỏ, giống như thuế bán hàng đối với một chai Tylenol tại một cửa hàng tiện lợi ở địa phương vậy. Nhưng nếu được điều chỉnh khác đi, các khoản phí đó sẽ cực lớn. Người mua thường nghĩ chuyên viên môi giới bất động sản sẽ giúp họ được miễn phí. Người bán đã trả tiền rồi. Nhưng Đối với một nhà kinh tế học, ai trả tiền không quan trọng. Vì theo logic chuẩn trong phân tích cung cầu, nếu người mua chứ không phải người bán trả tiền môi giới thì giá ngôi nhà sẽ giảm tương ứng. Sự thay đổi cách nhìn này dẫn đến một kiểu đánh giá khác về độ lớn tương đối của các khoản thanh toán cho nhân viên bất động sản. Đối với một cặp vợ chồng mua nhà lần đầu và số tiền cọc điển hình là 10% thì mức phí 6% đó đã chiếm đến 60% khoản góp của họ. Những khoản chi trả này có hợp lý? Chúng tôi không thể nói chắc, nhưng xin lưu ý rằng ở những quốc gia khác, các khoản phí này thấp hơn nhiều và người dân tại đó dường như không phải phàn nàn về dịch vụ tệ hại. Nhưng các khoản phải trả cho nhân viên môi giới bất động sản vẫn chưa phải là khoản phí giao dịch cuối cùng. Trong một mẫu nghiên cứu lớn bao gồm các khoản vay của Cục Quản lý Nhà đất Liên bang, chi phí chuyển nhượng nhà ở bổ sung có thể chiếm trung bình hơn 4,4% giá trị thế chấp. Cộng với số tiền trả cho nhân viên môi giới bất động sản, thì với những người mua nhà lần đầu đặt cọc 10%, chi phí chuyển nhượng sẽ tương đương số tiền mà họ phải cọc ngay khi đó. Những khoản phí bổ sung để chuyển nhượng quyền sở hữu đó có thể dưới nhiều hình thức Phần lớn phục vụ hai mục đích: đổi tên chủ sở hữu và mở thế chấp. Và nhân đây, khi nhắc đến các loại phí để mở thế chấp, một nghiên cứu được tiến hành cẩn trọng cho thấy một ví dụ choáng váng về chiêu bán hàng đắt giá. Kéo dài trong nhiều năm và cuối cùng bị nghiêm cấm trong luật cải cách tài chính Dodd-Frank năm 2010. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn trò gian lận đó vì chúng tôi có một số thông tin rất đáng chú ý liên quan đến quy mô lớn của nó khi chuyển đến một ngôi nhà mới một cặp vợ chồng mua nhà điển hình sẽ nhận ra thiếu tiền trầm trọng không những phải đưa trước khoản đặt cọc thông thường họ còn cần chuẩn bị sẵn tiền để mua vài món nội thất cũng như sơn lại căn bếp màu hồng kia một thỏa thuận tiện lợi cho phép họ có được số tiền mặt cần thiết này đó là phương thức chuẩn của ngân hàng cho vay, tức chuyển cho cặp đôi mua nhà khoản tiền thế chấp để họ có tiền ngay lúc này. Nếu cặp đôi mua nhà thế chấp trả lãi suất cao hơn mức chuẩn trong khoảng thời gian thế chấp, nhưng khoản thanh toán đó thường không được thực hiện trực tiếp với người mua nhà mà qua nhân viên môi giới thế chấp, trung gian của giao dịch này. Có vẻ hợp lý nếu ngân hàng cho vay trả cho nhân viên môi giới thế chấp thêm 3.000 đô la với mức lãi suất 5,25% chẳng hạn, thay vì theo chuẩn là 4,25%, và khoản 3.000 đô la này được chuyển lại cho người mua nhà. Nhưng thực tế điều đó có xảy ra? Các nhà kinh tế học Susan và Robert đã thu thập được dữ liệu liên quan đến các phần của khoản thanh toán mà ngân hàng cho vay chi cho nhân viên môi giới thế chấp sau đó được trả lại cho bên mua nhà. Họ xem xét hai mẫu với tổng cộng gần 9.000 hợp đồng thế chấp khác nhau. Trong một mẫu, số tiền được chuyển lại cho bên mua nhà là trung bình 37 xu trên mỗi đô la. Trong mẫu thứ hai, mọi thứ còn tệ hơn cho người mua nhà. Họ chỉ nhận được lại 15 xu trên mỗi đô la người môi giới thế chấp nhận được. Các trường hợp gian lận này không phải là hiếm gặp trong các mẫu của Woodward Han Khoảng 93% người mua nhà đang lựa chọn các gói thế chấp với mức lãi suất trên chuẩn đó. Chúng tôi xin bổ sung là bài kiểm tra gian lận đối với các khoản thế chấp này cũng giống như bài kiểm tra của Ares đối với xe hơi. Cả hai đều dựa trên việc quan sát các khoản thanh toán khác nhau cho cùng một thứ, ở một khía cạnh nào đó. Mặt khác, Người mua cũng có thể trả cho nhân viên môi giới một khoản lãi suất dưới chuẩn để vay tiền. Những khoản thanh toán đó được gọi là điểm. Ở đây cũng có cơ hội cho những trò bất lương. Chuyên viên môi giới thế chấp luật sư tiêu dùng Caroni đã mô tả quan sát của mình về một cặp vợ chồng khá lớn tuổi đang chốt hợp đồng mua nhà. Người vợ phản đối khoản phí 19 đô la để kiểm tra xem ngôi nhà có nằm trong vùng lụt không. Họ được thông tin một cách chính xác rằng khoản phí đó là do luật của bang yêu cầu. Nhưng, hai vợ chồng lại vô tư chấp nhận khoản lệ phí xử lý 395 đô la vốn không cần thiết. Sau đó, họ tiếp tục bỏ qua 2.000 đô la phí điểm. Thứ mà Caroli biết rõ là vô tích sự vì lãi suất của họ ở mức chuẩn. Đáng ra, họ không trả điểm nào cả. Điều này khiến cho George nhớ lại lần ông mua một ngôi nhà tại Chevy vào năm 1994. Nhân viên bất động sản của ông khuyên ông hãy mau chóng quyết định mua đi. Theo lời cô này, một cặp vợ chồng vừa đến Alaska sắp ra giá. Cô còn giúp đỡ ông rất nhiều trong việc mua thế chấp. Cô tìm thấy một người môi giới và George đã trả tiền điểm dựa trên khoản thế chấp đó. Có lẽ quả thật có một cặp vợ chồng đến từ Alaska. George từng nghĩ rằng mình nợ những điểm đó, nhưng giờ ông lại phân vân. Bán hàng giá cao tại quầy thanh toán Vai trò của thẻ tín dụng bắt đầu với một số đặc điểm kinh tế học phổ biến với mọi chủ cửa hàng, nhưng lại đơn giản đến mức vắng bóng trong các giáo trình kinh tế. Một cửa hàng điển hình sẽ bán hàng hóa với mức giá bằng phần tranh lệch cộng với chi phí. Cũng giống với một tài xế taxi thuê xe để hành nghề và trả phí thuê xe là 100 đô la một ngày. Chỉ sau khi thu đủ 100 đô la đó, cộng với chi phí tiền xăng, anh ta mới kiếm được số tiền mình cần để nuôi sống gia đình. Phần tranh lệch cộng với chi phí cũng có ý nghĩa tương tự với các cửa hàng. Với cửa hàng bình dân, người chủ phải trả các chi phí cố định gồm thuê cửa hàng, chi phí điện nước và lương cho nhân viên thu ngân. Với cửa hàng cao cấp, sau khi vượt qua điểm hòa vốn, mọi doanh số gia tăng đều làm tăng lợi nhuận. Nếu bằng một cách thần kỳ nào đó, các cửa hàng có thể chế ra một loại thuốc mà khi đưa cho khách hàng uống, khách hàng sẽ mua nhiều hơn, thì đó là phương thuốc tăng lợi nhuận vô giá. Kỳ lạ chưa? Phương thuốc đó đã được phát minh thật và như chúng ta có thể hình dung các cửa hàng đang sử dụng nó thêm nữa những người nắm độc quyền sử dụng phát minh đó cũng tìm ra những cách khôn khéo để đánh thuế các cửa hàng cũng như tất cả mọi người tên gọi của loại thuốc thần kỳ này là thẻ tín dụng và chúng ta nuốt gọn nó vào ví của mình một trong những nền tảng tạo nên phép màu của thẻ tín dụng là hầu hết chúng ta đều nghĩ mình chỉ mua những gì mình cần hoặc muốn. Và ta không thể bị tác động bởi những gợi ý nho nhỏ, chẳng hạn như trả bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt, nhưng hầu như chắc chắn là ta đã nhầm. Làm sao chúng ta biết được thẻ tín dụng đang ảnh hưởng đến chuyện chi tiêu của ta như thế? Đầu tiên, có bằng chứng gián tiếp cho thấy những người dùng thẻ tín dụng chi tiêu nhiều hơn. Nhà tâm lý học Richard phát hiện những người trả bằng thẻ tín dụng để lại tiền boa nhiều hơn 13% so với những người trả bằng tiền mặt. Một nghiên cứu khác cho thấy ở vùng Đông Bắc nước Mỹ, những người sở hữu thẻ tín dụng sẽ mua nhiều hơn mỗi khi ghé đến một trung tâm mua sắm. Nhưng những khác biệt về chi tiêu nói trên không thể mang tính quyết định cho việc trả lời câu hỏi liệu thẻ tín dụng có khiến người ta chi tiêu nhiều hơn không chủ thẻ tín dụng và người không phải chủ thẻ chi tiêu khác nhau. Và chúng ta cần biết chính thẻ tín dụng, chứ không phải những khác biệt còn lại, là nguyên nhân tạo nên khuynh hướng chi tiêu khác biệt. Để giải đáp câu hỏi này, Finbeck đã tiến hành hai thí nghiệm sâu hơn, dựa trên chuyên môn của mình là tâm lý học. Finbeck đã vận dụng hai thí nghiệm thuộc dạng phổ biến trong tâm lý học xã hội. Trong thí nghiệm đầu, Ông đưa ra một gợi ý về thẻ tín dụng cho nhóm đối tượng, rồi so sánh sự xuất sáng tiêu tiền của nhóm này với nhóm đối chứng là những người không được ra ám hiệu. Để gợi ý, ông đặt các tấm biển và logo của Mastercard ở góc bàn của nhóm đối tượng. Họ được giải thích rằng những tấm biển này được dùng trong một thí nghiệm khác. Sau đó, các đối tượng được hỏi họ sẽ chi tiêu bao nhiêu cho bảy món đồ khác nhau trên hình vẽ. Hai chiếc váy, một chiếc lều, một áo len nam, một cái đèn, một máy đánh chữ điện và một bộ cờ. Mỗi món được nhóm đối tượng trả giá cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng không được gợi ý. Mức độ tranh lệch trải từ 11% đối với chiếc lều và sấp xỉ 50% đối với hai chiếc váy. Trong thí nghiệm thứ hai, các đối tượng một lần nữa được hỏi họ sẵn sàng chi bao nhiêu tiền. Họ được cho xem món đồ trên màn hình và đo thời gian trả lời. Khi một tấm thẻ tín dụng xuất hiện ở góc màn hình, một lần nữa các đối tượng lại sẵn sàng chi nhiều hơn. Những khác biệt lớn này về sự sẵn sàng chi tiêu sẽ giải thích vì sao các cửa hàng lại vui vẻ chấp nhận thẻ tín dụng hơn ngay cả khi các công ty thẻ tín dụng đánh thuế một phần đáng kể trên số tiền giao dịch, được gọi đó là phí thanh toán thẻ. Ngạc nhiên trước kết quả thu được của Finbeck, một nhà kinh tế học có thể nghĩ bằng chứng của ông có sức tác động, nhưng chưa đủ thuyết phục cần thiết. Chúng không bao gồm những khoản chi thực tế. Hai nhà kinh tế học, Darren và Dukan, đã tiến hành một thí nghiệm để giải quyết sự phản đối này. Họ tổ chức một cuộc đấu giá giữa các sinh viên thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại trường kinh doanh Harvard với 3 phần thưởng. Có các phần thưởng khác nhau gồm vé xem một trận đấu của đội bóng rổ Celtics, vé xem một trận đấu của đội bóng chảy Red Sox và giải khuyến khích là những tấm biểu ngữ của cả hai đội Celtics và Red Sox. Các sinh viên được sắp xếp ngẫu nhiên vào nhóm trả bằng thẻ tín dụng hoặc bằng tiền mặt. Họ cũng bố trí sao cho việc trả bằng tiền mặt sẽ thuận tiện nhất có thể, vì có một chiếc máy ATM trên đường đến địa điểm thanh toán. Trong điều kiện dùng thẻ tín dụng, vé xem đội Celtic được trả giá cao hơn gấp đôi, vé xem đội Red Sox được trả cao hơn 75%, còn các biểu ngữ nhỉnh hơn chỉ 60%. Thí nghiệm này dường như đã chứng minh được những phát hiện của Finbeck hai nghiên cứu trên không chỉ cho thấy thẻ tín dụng khiến bạn chi nhiều hơn chúng còn chỉ ra rằng thật bất ngờ và choáng váng những tấm thẻ khiến chúng ta chi tiêu nhiều hơn đôi chút chúng chính là phương thuốc kỳ diệu vốn hằng mong ước bấy lâu nhưng chúng đi cùng với một cái giá cái giá của thuốc tiên vậy các cửa hàng khiến chúng ta sở hữu và thanh toán bằng thẻ tín dụng như thế nào Họ có một mánh khóe xuất sắc. Họ cho ta dùng miễn phí. Tại Mỹ, việc này được quy định trong luật pháp liên bang. Đạo luật trung thực khi cho vay năm 1968 chỉ thị. Thương nhân không được bắt khách hàng trả nhiều hơn nếu họ dùng thẻ tín dụng thay vì tiền mặt. Nhưng luật đó đã hết hiệu lực vào năm 1984 và phong cách thẻ tín dụng kiểu trung thực khi cho vay hiện đã được ban hành lại nhưng chỉ tại 10 bang, chiếm khoảng 40% dân số Mỹ. Bất chấp phí thanh toán thẻ mà các cửa hàng phải trả cho Visa, Mastercard, vân vân. Nhìn chung, họ đều không tính phí sử dụng thẻ tín dụng cho khách hàng. Họ cũng không chiết khấu tiền mặt cho những ai trả bằng tiền mặt. Các nghiên cứu của Finbeck, Relix đã chỉ rõ tại sao. Nếu mọi người đang vô thức chi tiêu nhiều hơn chỉ vì trả bằng thẻ tín dụng thì sẽ thật dại dột nếu chuỗi cửa hàng Maxi hay thậm chí một siêu thị trong vùng lại nhắc nhở khách hàng rằng họ có thể được chiết khấu nếu trả bằng tiền mặt. Cho khách hàng sử dụng miễn phí thẻ tín dụng cũng giống như các cửa hàng đang chào mời những chú cún con miễn phí. Những người dùng thẻ tín dụng có thể thực sự muốn mua hàng, nhưng họ cũng mang về nhà thứ gì đó ít được hoan nghênh hơn. Đôi khi đến tháng sau, hóa đơn của những món hàng đó sẽ nằm nơi bậc cửa. Đối với phần lớn các chủ thẻ, việc đó không vấn đề gì. Khoảng 50% người Mỹ cho biết họ luôn chi trả đầy đủ các hóa đơn thẻ tín dụng. Nhưng vẫn có một phần đáng kể trong chúng ta không chú đáo đến thế. Và thế là họ mắc nợ với phí tổn rất cao. Phí tổn do mắc nợ thẻ tín dụng cực kỳ cao Chúng tôi sẽ phân tích rõ chúng có thể cao đến mức nào theo ba ý. Thứ nhất là từ số liệu thống kê tổng hợp. Trong năm 2012, chúng tôi có một ước tính tổng thể là ngành thẻ tín dụng đạt doanh thu 150 tỷ đô la. Điều đó có nghĩa là mọi người đang chi cho việc sử dụng thẻ tín dụng thứ mà hầu hết chúng ta coi là một tiện ích nhưng khá nhỏ nhặt một phần đáng kể trong các hóa đơn dành cho các nhu cầu chính yếu của chúng ta. Con số 150 tỷ đô la đó còn cao hơn một phần ba số tiền chúng ta trả lãi suất thế chấp để mua nhà, cao hơn một phần sáu số tiền mà chúng ta chi cho thức ăn của cả gia đình, và cao hơn một phần ba số tiền mà chúng ta chi cho xe cộ và phụ tùng. Hãy chuyển sang ý thứ hai về phí tổn của thẻ tín dụng phí tổn này được chia thành các hình thức thanh toán khác nhau ra sao? Chúng tôi có ước tính của 3 phần trong chi phí này. Tính sơ thì khoảng một nửa là thanh toán tiền lãi trả cho các tài khoản quá hạn. Khoảng 1 phần 3 từ lệ phí thanh toán thẻ và 1 phần 6 còn lại từ tiền phạt linh tinh, đặc biệt là phí thanh toán muộn. Sean Harper, một blogger táo bạo và là cựu học trò của Steve Levitt, tác giả của cuốn sách Kinh tế học hài hước, đã chia sẻ với chúng tôi ý thứ ba. Anh đã tính phí thanh toán thẻ mà người bán phải trả nếu bạn đưa cho cô ấy thẻ Citicorp. Với một gói kẹo giá 1,50 đô la tại cửa hàng tiện lợi, phí sẽ là 40 xu. Với một thùng xăng giá 30 đô la, phí sẽ là 1,15 đô la. Với một đơn mua hàng 100 đô la phí là 2,05 đô la. Danh sách của Harper còn dài nữa. Một cách tính độ lớn của các phí này so sánh chúng với lợi nhuận của người bán. Đối với các cửa hàng tiện lợi, phí thanh toán thẻ cao hơn lợi nhuận thường niên của họ 2,25 lần. Theo một cách tính khác, với phí áp dụng cho siêu thị là 2%, các công ty thẻ tín dụng đang lấy đi gần 1 phần 5 tiền tranh lệch cộng vào giá vốn trung bình trên các mặt hàng. Nhà kinh tế học Michael White thuộc Đại học California, San Diego đã mô tả một khía cạnh sâu xa hơn của các chi phí liên quan đến thẻ tín dụng. Nguyên nhân lớn khiến cá nhân phá sản Một phát hiện khá phổ biến là những người phá sản đều mắc nợ thẻ tín dụng lớn, nhưng nó không khẳng định chắc chắn rằng Việc lạm dụng thẻ tín dụng là nguyên nhân phá sản. Vì hiển nhiên là những người phá sản còn gặp các vấn đề tài chính khác chứ không chỉ lạm dụng thẻ tín dụng khiến họ mắc nợ các hóa đơn tín dụng. Nhưng các bằng chứng trực tiếp vẫn hướng mũi nhọn vào thẻ tín dụng như thủ phạm chính là nguyên nhân của tỷ lệ phá sản cao. Việc tỷ lệ này tăng 7 lần trong giai đoạn 1980-2006 gắn liền với tình trạng nợ thẻ tín dụng cao vượt trội. Năm 1996, một cuộc khảo sát đặc biệt của Hội đồng nghiên cứu động lực tạo thu nhập đã hỏi những người tham gia xem họ đã từng bị phá sản chưa và nếu có thì tại sao. Đối với những ai từng bị phá sản, 33% chọn nợ cao trên lạm dụng thẻ tín dụng là nguyên nhân chính. Con số đó cao hơn 21% so với những người chọn mất việc và cao hơn 16% số người chọn lý do sức khỏe. Khảo sát tiếp theo tiến hành vào năm 2006 ở những con nợ từng tìm kiếm tư vấn cũng cho kết quả tương tự. 2 phần 3 những người này đã chọn quản lý tiền kém, bội chi, làm căn nguyên cho các vấn đề của họ. Các thí nghiệm của feedback cũng như của Relic và Semester cho chúng ta biết vì sao thẻ tín dụng có thể dễ dàng đóng một vai trò lớn trong tình trạng quản lý kém này. Có vẻ như với một số người, thẻ tín dụng là cái bẫy. Điều đó đưa chúng ta quay lại với việc phỉnh phờ lũ ngốc. Nếu thẻ tín dụng không phải là một trò phỉnh phờ thì những công ty cung cấp thẻ tín dụng nên tự đi mà biện minh như thế. Như chúng ta đã đọc, mọi phương diện của hoạt động này đều liên quan đến phỉnh phờ lũ ngốc. Nó bắt đầu với phí áp cho những người bán hàng với những khoản thanh toán lớn. Họ mua được những viên thuốc kỳ diệu, nhưng với cái giá bằng 1 phần 3 tổng chi phí. Tiếp đến là người tiêu dùng, đang vô tình mua sắm nhu yếu phẩm, giày dép và đủ thứ khác với tấm thẻ tín dụng, bóp nặn mức lãi suất cao từ những người lạc quan thái quá về cách họ sẽ chi trả hóa đơn khi chúng xuất hiện và sau đó là sát muối vào vết thương với phí trả muộn và phí phạt. Ở mọi giai đoạn, động cơ cạnh tranh vì lợi nhuận đều đánh vào những điểm yếu của chúng ta. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 5, Phỉnh phờ trong chính trị. Có lẽ, tất cả chúng ta đều có một trải nghiệm với bạn trai hoặc bạn gái cũ chẳng hạn, mà giờ đây khi nhìn lại, với sự khôn ngoan có được qua năm tháng, ta có thể cắt nghĩa được những điều khi đó ta chỉ mơ hồ cảm nhận. Một trong chúng tôi, George Hill, đã trải qua điều đó vào tuần cuối cùng của tháng 10 năm 2004. Trong một tình huống bất ngờ, George Hill đang ở Iowa trong vai trò người trợ giúp và thỉnh thoảng thế vai cho Asman, ứng cử viên Đảng Dân chủ và thượng viện Mỹ của bang Iowa. Con trai ông này, Asman ba từng là học trò của George tại Berkeley đã mời ông làm cố vấn kinh tế cho cha George đã đáp rằng ông có thể đến Iowa hỗ trợ một tuần sự nghiệp của ứng cử viên an bắt đầu là giáo sư anh ngữ dược sĩ trợ tá trong quốc hội dân biểu và rồi là thượng nghị sĩ trong cơ quan lập pháp bang Iowa luật sư và chủ nhà in tại Iowa ông nổi tiếng với đức liêm chính và sự trung thực điều đó được phản ánh trong chiến dịch của ông với khẩu hiệu nghĩ lớn nhưng hãy bầu cho smile cùng các huy hiệu và áp phích chiến dịch màu trắng đen khiêm nhường an à, không nhận đóng góp từ các quỹ pac ủy ban hành động chính trị hoặc những nhóm lợi ích đặc biệt vậy nên trong ít nhất là một tuần của chiến dịch tổng số tiền đóng góp ông nhận được chỉ vỏn vẹn 103 đô la. Ông đã đăng ký tham gia cuộc đua thượng viện vào phút chót. Khi biết sẽ chẳng còn ai nhận được trọng trách đại diện cho đảng Dân Chủ để đối đầu với nghị sĩ Charles đương nhiệm. Suốt tuần lễ lưu lại Iowa, George đã biết, à, có lý do đặc biệt để lưỡng lự như thế. Trở thành ứng cử viên thượng viện, ngay cả trong một chiến dịch vô vọng, vẫn là vô cùng gian khổ. Trong khi A còn đang chăm sóc cho người vợ phải ngồi xe lăn. Roxzo nhận ra điều đó khi A mời ông đến nhà và dọn một bữa tối chỉ có món trứng cuộn. Họ đã cùng nhau rửa bát. Vấn đề chủ yếu của chiến dịch chính là vai trò chủ tịch ủy ban tài chính thượng viện của Glassay, người điều phối trong các đợt cắt giảm thuế của Roxzo Bush hồi năm 2001 và 2003. Văn phòng Ngân sách Quốc hội đã tính toán rằng những khoản cắt giảm đó sẽ làm tăng sự thiếu hụt của liên bang lên khoảng 1,7 nghìn tỷ đô la. Nếu số tiền đó được dành dụng cho những khi khó khăn, thì chỉ vài năm sau, tức 2008, việc giải ngân số tiền đó sẽ khiến cuộc giải cứu nước Mỹ khỏi cuộc đại suy thoái đơn giản hơn rất nhiều. Theo tính toán của chúng tôi, nó đủ để nước Mỹ giảm tỷ lệ trung bình thất nghiệp từ 9%, xuống còn 7% trong 4 năm từ 2009 đến 2012 Dù A hay Glacier có những phẩm chất đáng khâm phục hay thiếu sót nào thì đối thủ của A vẫn trội hơn Iowa xuất khẩu thịt sông khói Glacier đã mang điều đó về cho Iowa từ Washington Trợ cấp cho Athenon là một trong những dấu ấn của ông này Nhưng không chỉ các đóng góp trực tiếp của ông cho Iowa mới được tính đến trong mùa tranh cử này. Glassay đã tích lũy được khoản chiến phí 7,6 triệu đô la cho chiến dịch. Chỉ cần xem kênh KCCI Des là ta sẽ thấy số tiền đó đổ về đâu. Glassay sẽ xuất hiện trong một quảng cáo của chiến dịch lái chiếc xe cắt cỏ của mình đi vòng vòng theo sau là hai máy cắt cỏ kiểu xe đẩy được nối khéo léo bằng dây thừng. Trong khi các vòng elip đồng tâm, hẹp của các đám cỏ được cắt ngắn dần hiện ra trên nền cỏ xanh um của Iowa. Quảng cáo ngân nga, lát dây. Các bạn hiểu chứ? Tôi quả tình rất yêu công việc ở Thượng viện Hoa Kỳ, nhưng đôi khi bạn phải thoát khỏi nó. Vậy nên, ông nói thật chậm với chất giọng ấm áp. Tôi thích xén cỏ nhà mình vào cuối tuần. À, đã chiến đấu đến phút cuối cùng. Kết quả bầu cử là Glassey chiếm 70,2% phiếu bầu, Smile chiếm 27,9%. Trong Kinh Thánh, David đã đánh bại Goliath, nhưng thường thì kẻ chiến thắng sẽ là gã khổng lồ. nền dân chủ, vai trò của tiền bạc trong chính trị và một lần nữa lại là trò phỉnh phở lũ ngốc. Chiến dịch Lacy Smile và vai trò của tiền bạc trong chiến dịch là mô hình thu nhỏ của các cuộc bầu cử quốc hội Mỹ trên bình diện rộng hơn. Số liệu thống kê tổng hợp khiến chúng tôi nghĩ rằng cuộc chiến tranh cử này, ngoại trừ việc thiếu tiền của A, không phải là ngoại lệ. Trong các cuộc bầu cử hạ viện Hoa Kỳ năm 2008, tổng chi chiến dịch của tất cả các ứng cử viên là trên 2 triệu đô la mỗi vòng bầu cử. Trong đó, những người đương nhiệm chi gấp đôi những ai thách thức họ. Nói dễ hiểu hơn là một dân biểu phải huy động được khoảng 1.800 đô la mỗi ngày khi còn đương nhiệm, bao gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Trong các vòng tranh cử mở mà không có người đương nhiệm, con số đó còn cao gấp đôi, tức 4,7 triệu đô la các cuộc đua vào thượng viện còn tốn kém hơn. Năm 2008, mỗi cuộc tranh cử thượng viện đã tiêu tốn khoảng 13 triệu đô la. Một nghị sĩ đương nhiệm trung bình chi hơn 8 triệu đô la để tái tranh cử, điển hình như Glassy. Nhiều hơn hẳn mức chi của những kẻ thách thức. Quay lại với Sladeley, ví dụ của chúng ta. Nếu bạn cho người dân Iowa thấy một người đàn ông ngồi trên máy cắt cỏ, khả năng họ sẽ bầu cho ông ấy cao hơn. Như chúng ta đã thảo luận trong chương 3 về quảng cáo, các cử tri ghép câu chuyện trong quảng cáo vào những câu chuyện về bản thân, bạn bè và hàng xóm của họ. Ở đây, quảng cáo về người đàn ông trên chiếc máy cắt cỏ đã ghép thành câu chuyện rằng Rassay là một người bạn và là một người hàng xóm. Giống những người Iowa như chúng tôi, ông ấy tự cắt cỏ cho mình, thậm chí còn từ Washington về để làm điều đó. Đáng lưu ý là tuy Glassley đã làm được nhiều điều tích cực trong Thượng viện. Ví dụ, khép lại những bất cập về thuế thu nhập cá nhân và đấu tranh với nạn nô lệ tình dục. Bản thân quảng cáo lại chẳng đề cập gì đến các chính sách của ứng cử viên hay thậm chí là tính cách của ông. Trái lại, nếu làm thế, quảng cáo sẽ khiến cử tri đặt câu hỏi về nguồn tiền trả cho việc đó. Nhưng, với một quảng cáo thành công, chẳng ai bận tâm đến chúng. Các hiệu ứng của việc phỉnh phờ lũ ngốc trong chính trị cũng tương tự như trong kinh tế học. Thuyết kinh tế cơ bản cho rằng, khi không có lừa phỉnh, cạnh tranh kinh tế sẽ sinh ra một điểm cân bằng tốt, hay tối ưu Pareto như chúng ta đã thảo luận trong phần giới thiệu về điểm cân bằng lừa phỉnh. Tương tự, chính trị học cơ bản cũng cho rằng, các cuộc bầu cử dân chủ cạnh tranh sẽ tạo ra những kết quả tốt. Kết quả này thường gắn liền với tên tuổi của nhà chính trị học Anthony Dow. Nếu cử tri được thông tin đầy đủ và bầu cho người họ thích, việc có thể minh họa bằng một đĩa cân có hai bên trái phải, thì đĩa cân của hai ứng cử viên đối đầu sẽ đạt tới điểm cân bằng. Đĩa cân của cả hai người sẽ ứng với ý muốn của cử tri trung lập lập trường của một nửa cử tri sẽ nghiêng sang trái, còn nửa kia sẽ nghiêng sang phải. Điểm cân bằng này xảy ra gần như với cùng lý do khiến các hàng chờ trong siêu thị có độ dài bằng nhau. Đó là vì nếu một trong hai ứng cử viên không chọn đĩa cân này, thì ứng cử viên còn lại sẽ thắng nhờ chọn đĩa cân ấy. Điểm cân bằng này miêu tả một kết quả cân đối được lập luận của hai bên và đạt tới một sự thỏa hiệp về mặt lý tưởng đó là điều chúng ta muốn ở nền dân chủ vậy nên sẽ rất tuyệt nếu miêu tả của đao về cử tri và hành vi của ứng cử viên phản ánh đúng thực tế nhưng thực tế thì lại rất khác vì thật không may cử tri rất dễ bị lừa phỉnh theo hai hướng chính đầu tiên họ không có đầy đủ thông tin họ là những kẻ ngốc về mặt thông tin thứ hai cử tri cũng ngốc về mặt tâm lý nữa Họ đáp lại những miếng mồi hấp dẫn như quảng cáo với máy cắt cỏ kia chẳng hạn. Chính những khả năng dễ bị phỉnh phờ này thay đổi trạng thái cân bằng chính trị. Chúng kéo các đĩa cân của ứng cử viên ra xa khỏi ý muốn của cử tri trung lập. Một chiến lược tranh cử thắng lợi áp dụng với các cử tri dễ phỉnh phờ sẽ gồm 3 phần. Một, công khai tuyên bố các chính sách sẽ thu hút cử tri điển hình về những vấn đề nổi bật với họ và do đó họ sẽ được thông tin đầy đủ. 2. Nhưng đối với các vấn đề khác mà cử tri điển hình có ít thông tin, trong khi những người quyên tặng tiềm năng cho chiến dịch lại nắm thông tin tốt hơn, thì hãy chọn lập trường thu hút người quyên tặng. Hãy công khai tuyên bố lập trường đó với những người đóng góp tương lai, nhưng không phổ biến rộng rãi đến công chúng nói chung. 3. Sử dụng những phần đóng góp từ các nhóm lợi ích đặc biệt này để tiến hành chiến dịch nhằm tăng sự ưa thích của các cử tri thông thường. Những người nhiều khả năng sẽ bầu cho ai đó lái chiếc máy cắt cỏ trên TV. Với các chiến lược sáng suốt trên, Hồng giành thắng lợi trong các cuộc tranh cử. Chúng ta không còn coi định lý cử tri trung lập là cách miêu tả các kết quả chính trị nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ có điểm cân bằng lừa phỉnh trong chính trị. Các cử tri đủ và thiếu thông tin. Có thể có vài vấn đề liên quan đến việc khi nào trở thành một cử tri đầy đủ thông tin là tương đối dễ dàng. Nhưng sự thật là công chúng đang bỏ qua một lượng lớn những công việc mà quốc hội gọi là phụ thuộc vào họ. Khi mà chỉ các chuyên gia mới hiểu những gì có liên quan và hầu như tất cả những người khác đều là cử tri thiếu thông tin. Một ví dụ đã chứng tỏ rằng ngay đến một cử tri gan dạ nhất cũng khó mà biết được đầy đủ thông tin. Ngay cả đối với những vấn đề tối quan trọng, nhiều người có thể cho rằng công tác lập pháp của Quốc hội đáng tự hào nhất của nước Mỹ trong thời đại chúng ta chính là luật HR 1424 của Quốc hội nhiệm kỳ 110, đạo luật ổn định kinh tế khẩn cấp năm 2008. Nó trao quyền cho Bộ Ngân khố chi tối đa 700 tỷ đô la để trợ giúp các tài sản gặp vấn đề. Nó phòng ngừa sự sụp đổ của hệ thống tài chính Hoa Kỳ và hầu như chắc chắn ngăn chặn hay chí ít là vẫn trì hoãn được đến nay sự hình thành của suy thoái lần thứ hai. Nhưng điều quan trọng là chỉ những ai nắm thông tin nội bộ hoặc là nhà tiên tri mới có thể thấy trước số tiền đó được sử dụng thế nào trong vòng 6 tháng sau khi được chuyển đi để giải cứu phần lớn hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, cũng như các hãng General Motors, Triner Tấm khiên phòng ngự duy nhất của chúng ta là thiện chí muốn làm những điều tốt nhất có thể cho chúng ta của những nghị sĩ trong quốc hội. Nhưng ngay cả họ cũng có thể không hiểu vấn đề. Chưa kể, họ cần thắng cử đã, và muốn như thế, họ cần kiếm được tiền mặt để khiến chiếc máy cắt cỏ của họ chạy trên tivi. Và nếu không có tiền, giống như A tội nghiệp, họ sẽ không bao giờ được chứng kiến cái ngày mình bước vào quốc hội và đại diện cho quyền lợi của chúng ta hoặc bày tỏ quan điểm của họ. Vận động hành lang và tiền bạc. Điều đó dẫn chúng ta đến câu hỏi, các nghị sĩ quốc hội kiếm tiền cho chiến dịch vận động của họ như thế nào? Cũng như vai trò của giới vận động hành lang là gì? Một vài con số thống kê nổi bật về giới vận động hành lang, các nghị sĩ và các quỹ tranh cử sẽ giúp ta vẽ ra đáp án cho câu hỏi trên có khoảng 12.000 nhà vận động hành lang, tức gấp 20 lần số thành viên trong quốc hội. Stephen, John và James thuộc Massachusetts đã tính toán rằng các khoản đóng góp cho các chiến dịch chạy đua vào quốc hội kể trên, bao gồm các quỹ do ứng cử viên tự huy động lẫn khoản tiền đáng kể do cả hai đảng và PAC gây được, đều ít hơn những phí tổn của công tác vận động hành lang suốt một chu kỳ tranh cử công tác vận động hành lang nhiều đến vậy gợi ý rằng các khoản đóng góp chiến dịch sẽ chủ yếu đến từ doanh nghiệp hưởng lợi đứng ra thuê những người vận động và cũng có thể trực tiếp từ người vận động nhưng trái lại chỉ có một phần tám các khoản đóng góp đến từ các doanh nghiệp liên đoàn hay hiệp hội khác thay vì thế một phần lớn các khoản quyên góp lại đến từ các cá nhân bản thân những người vận động tranh cử chỉ góp một phần nhỏ với tư cách bạn bè của ứng cử viên và chiến dịch. Khuôn mẫu thống kê này đã thu hẹp mô tả khả dĩ về mối quan hệ hai chiều giữa các nhóm lợi ích và quốc hội. Đó không đơn giản chỉ là trường hợp bảo vệ doanh số, như thể các thượng nghị sĩ và dân biểu đang trực tiếp mua bán các điều khoản luật pháp, đổi lấy lợi ích doanh nghiệp được hưởng từ các khoản đóng góp trực tiếp cho chiến dịch. Trong đó, giới vận động hành lang đóng vai trò trung gian. Trong trường hợp này, các thành viên quốc hội sẽ bị các nhà vận động môi giới hét giá cắt cổ vì số tiền họ đem lại gấp hơn 8 lần những gì các doanh nghiệp và đoàn thể đóng góp cho chiến dịch. Điều đó dẫn chúng ta đến hai câu hỏi. Những nhà vận động hành lang này là ai và họ đang cung cấp dịch vụ nào cho các nghị sĩ quốc hội để đổi lấy nhiều tiền như thế? Tốt hơn là chúng ta cùng thấu hiểu bản chất của dịch vụ này. Từ trải nghiệm của George ở Washington, chúng tôi đoán chừng vai trò thiết yếu của chính trị gia là gieo vào tâm trí công chúng một câu chuyện về bản thân họ. Phép ẩn dụ của chúng tôi về chiến dịch, lái xe cắt cỏ trên truyền hình đã đưa ra một bức tranh sống động về chính trị gia tạo ra câu chuyện cũng như cách ông ta lan truyền nó. Nhưng đó chỉ là phần mở đầu của câu chuyện chính trị gia. Còn một khía cạnh nữa bí ẩn hơn Leslie, nguyên chủ tịch ủy ban công tác quốc phòng Hạ Viện, sau này là bộ trưởng quốc phòng đầu tiên dưới thời Clinton, đã nổi danh nhờ lời tuyên bố Nếu anh cho quốc hội cơ hội bỏ phiếu về cả hai mặt của một vấn đề, họ sẽ luôn làm như thế. Mô tả trong phần trước về chiến dịch thắng cử đã cho chúng ta biết vì sao những nghị sĩ đồng nhiệm của Aspen lại bị cuốn hút bởi thứ suy xét có phần nhạo báng này. Chiến lược đó cho chúng ta biết các hạ nghị sĩ có một mục tiêu kép. Một mặt là thu hút cử tri, mặt kia là thu hút các bên quyên tặng cho chiến dịch. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà cả Romney và Obama đều dễ bị bắt gặp tại các hoạt động quyên góp riêng, đưa ra những quan điểm riêng rất không phổ biến với cử tri phổ thông. Vào năm 2012, đối với Romney là 47%, những người sẽ bầu cho Tổng thống bất kể ra sao, phụ thuộc vào chính phủ. Còn 4 năm trước, tức năm 2008, tại một hoạt động quyên góp, Obama phát biểu liên quan đến những cử tri tại các thị trấn nhỏ bang Pennsylvania thật gai gắt và do đó luôn nắm chặt súng hay tôn giáo hoặc lòng ác cảm với những người không giống họ bất chấp phong thái điềm tĩnh chứ danh của ông nhiệm vụ kép của các chính trị gia đưa chúng ta quay lại với câu hỏi đâu là vị trí phù hợp cho các nhà vận động hành lang nhà vận động có một vị trí đặc biệt để hỗ trợ chính trị gia bản chất công việc của anh ta là được bên hưởng lợi trả tiền mang lại cho anh ta những thông tin đặc biệt về những nơi dễ dàng huy động tiền vì nhóm lợi ích sẵn lòng chi tiền cho giới vận động hành lang để quảng bá sự nghiệp của họ vốn sẽ giúp xác định được những ai đặc biệt say mê với chính trị gia có tư tưởng tương đồng. Chính vì thế, sự tồn tại và công việc của giới vận động hành lang trong một ngành nhất định sẽ đóng vai trò chỉ dấu cho các quỹ tiềm năng, kiểu có lửa mới có khói. Trong một thế giới khắc nghiệt, nơi mà các hạ nghị sĩ phải khai thác được những khoản tiền đáng kể từ đại chúng để tiến hành các chiến dịch của mình, giới vận động hành lang có thể là ngọn đèn chỉ đường đến hũ vàng cấp thiết thêm vào đó một nhà vận động hành lang giỏi còn đóng một vai trò sâu xa hơn anh ta có thể giúp chính trị gia bắc cầu kiều khắc họa một câu chuyện với sự đánh đổi tốt nhất giữa việc khai thác phiếu bầu từ đại chúng đồng thời khai thác tiền từ các nhóm lợi ích có một quan điểm trong khoa học chính trị mà chúng ta sẽ thấy trong phần sau được thể hiện tương tự trong phán quyết của tòa án tối cao đối với vụ việc của Citizen, rằng các hoạt động giống như vận động hành lang có liên quan đến việc chuyển giao thông tin. Điều đó có thể đúng, nhưng vận động hành lang sẽ chuyển thông tin này qua một câu chuyện được khắc họa tỉ mỉ, cố tình tô hồng điểm lục bằng những thiên kiến. Việc đưa ra lời khuyên để tạo ra một câu chuyện như thế đòi hỏi một hiểu biết thấu đáo về cả hai phương diện công và tư mà chính trị gia muốn thể hiện một cách đồng thời. Đó là kiểu thấu hiểu đầy đồng cảm mà ta nhận được từ bạn bè thân thiết và tri kỷ. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà các nhà vận động hành lang thường được chọn từ các cựu nhân viên, những người đã giữ vai trò này trong quá khứ và từ các cựu nghị sĩ quốc hội trong thế hệ nghị sĩ nghỉ hưu năm 2010, có đến 50% thượng nghị sĩ và 42% dân biểu trở thành nhà vận động hành lang. Từ con số chỉ 3% ở cả hai viện trong thời kỳ dễ dàng hơn vào năm 1974, khi các ứng viên cần ít quyên góp hơn rất nhiều. Và chỉ khi nhà vận động hành lang là bằng hữu, phục vụ cho các mục tiêu của chính trị gia, và chỉ bằng hữu của chính trị gia mới khiến nhà vận động trở nên hấp dẫn trước các khách hàng tiềm năng. Câu chuyện trên hé lộ quan điểm hợp lý của câu cách ngôn mà Aspin nói về cơ chế hoạt động của Quốc hội. Thông qua các thủ tục tiêu chuẩn, Thượng viện Hoa Kỳ thậm chí còn tạo ra cơ hội cho các thượng nghị sĩ chọn cả hai con đường trong hầu như mọi hoạt động gây quỹ. Tân thượng nghị sĩ Ted Kilman người kế nhiệm Joseph Biden khi trở thành phó tổng thống năm 2009, đã học được điều này thật vất vả. Kinh khiếp trước vụ lừa đảo tài chính dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Kilman đã đồng bảo trợ cho đạo luật nhằm truy tố vụ việc. Một trong những điều khoản chính của nó là cấp 165 triệu đô la cho Bộ Tư pháp nhằm chống lại tội phạm cổ cồn trắng. Số tiền này đặc biệt cần thiết vào năm 2009. Vì sau ngày 11 tháng 9, Bộ Tư pháp đã đóng băng đơn vị chống tội phạm cổ cồn trắng của mình và chuyển số tiền đó cho các công tác chống khủng bố. Fera đã được thông qua dễ dàng và nhiệt thành ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện. cư màn đã rất hãnh diện. Nhưng không lâu sau, ông nhận ra khi các đồng nghiệp của mình ủy quyền 165 triệu đô la họ đã chiếm làm của riêng không dưới 30 triệu đô la từ ngân sách thường niên. Các đồng nghiệp của ông không đẩy điều này đi xa hơn, vì các khoản chi lớn hơn sẽ đe dọa phần đóng góp của phố quân. Cầu nhận xét dí dỏm của Aspin cùng chiến lược tối ưu về một câu chuyện cho cử tri, một câu chuyện cho người quyên tặng, quả đã ứng nghiệm trong đời thực. Tổng kết Tóm lại, mối quan hệ giữa vận động hành lang với các quỹ chiến dịch giữa quốc hội và các nhóm lợi ích là cái nôi sinh ra việc phỉnh phờ lũ ngốc bên cạnh việc là tác nhân chính khiến các thị trường ít lưu tâm hơn đến những nhu cầu thực sự của mọi người phỉnh phờ lũ ngốc còn đóng vai trò tương tự trong việc làm suy yếu nền dân chủ nền dân chủ có thể là hình thái chính quyền tốt nhất mà nhân loại từng biết đến nhưng nó lại không tự động bảo vệ chúng ta khỏi chiêu trò của những sở thích kiểu con khỉ trên vai trái lại theo nhiều cách như chúng ta đã thấy khi các chính trị gia cần huy động tiền bạc để chi trả cho các chiến dịch của họ các chiêu trò phỉnh phờ sẽ được tạo ra và sinh sôi nảy nở một cách có hệ thống tái bút có lẽ chúng tôi sẽ bổ sung nhiều đoạn tái bút trong chương này liên quan đến những vấn đề mà chúng tôi chưa khái quát hết một chủ đề nổi bật đặc biệt cần được đề cập chẳng hạn trường này chủ yếu tập trung vào các công tác vận động hành lang của quốc hội nhưng có lẽ còn quan trọng hơn thế là công tác vận động hành lang trong các cơ quan hành pháp chưa kể đến vận động hành lang trong chính quyền bang và địa phương